xe chuyển bánh. Tạm biệt thành phố Thanh Hóa, cô trò chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Trước mỗi chuyến đi, ai cũng mang một tâm trạng háo hức, đợi chờ. Để chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy ý nghĩa này, cô trò chúng tôi đã có bước chuẩn bị ngay từ đầu năm học. Từ văn bản sự tích Hồ Gươm, thế giới của truyền thuyết huyền thoại xa xôi về người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, chúng tôi tìm đến với những trang sử vàng chói lọi của dân tộc và đến với từng mảnh đất hôm nay còn in dấu chân người, vang vọng chiến công. Chuyến đi này sẽ là sự trải nghiệm đầy thú vị và bổ ích đối với mỗi cô cậu học trò lớp 6 chúng tôi. Điểm đặc biệt quan trọng trong cuộc hành trình này của chúng tôi đó là khu di tích lịch sử Lam Kinh, mảnh đất địa linh nhân kiệt, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân xứ Thanh. Như các bạn đã biết, ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa có một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Đó là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Nơi đây là quê hương của anh hùng dân tộc Lê Lợi, lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427, đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh, giành độc lập cho đất nước Đại Việt vào thế kỷ 15. Sau khi hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc khỏi ách quân xâm lược, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, với tên hiệu Thái Tổ Cao Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Việt và trị vì nước được 6 năm thì qua đời. Sau khi Lê Lợi mất, thể theo chỉ dụ của người, vùng đất Lam Sơn được triều đình nhà Lê chọn làm nơi xây dựng khu điện miếu và lăng mộ, với kiến trúc như một kinh đô tưởng niệm anh hùng dân tộc Lê Lợi, Thái Tổ Cao Hoàng Đế và các vị hoàng đế, hoàng hậu triều Lê Sơ với tên gọi là Lam Kinh. Đường đến khu di tích Lam Kinh, bạn có thể đi từ thành phố Thanh Hóa theo quốc lộ 47 đến thị trấn Lam Sơn, qua cầu Mộc Sơn, bắc qua sông Chu, gặp đường 15, đi khoảng 1.000m là tới di tích. Di tích Lam Kinh tọa lạc trên khu đất thiêng hình chữ vương, sơn thủy hữu tình. Phía trước di tích là dòng sông Chu như một dải lụa mềm khổng lồ trải dài, lượn quanh và làm minh đường của khu điện miếu. Hữu ngạn sông Chu có núi Chuộc và núi Mục là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Khu vực điện miếu phía sau có núi Lam Sơn, còn gọi là núi Dầu, là hậu trầm của khu di tích. Trước khi tới khu trung tâm của khu di tích, bạn vào dâng hương đền thờ Lê Thái Tổ thuộc địa phận xã Sơn Lam. Sau đó, bạn đi trên đường lát đá bằng phẳng. Bên đường có 27 cây đại được trồng từ năm 2006, tượng trưng cho 27 vị hoàng đế triều đại hậu Lê. Đến khoảng giữa đoạn đường đó, bạn sẽ thấy cây cầu bạch bằng đá bắc qua sông Ngọc, dẫn nước từ hồ Tây
hồ Như Áng. Điểm tụ thủy làm cho rừng Lam Kinh và cây cối trong khu di tích quanh năm tươi tốt, không khí mát mẻ. Khu di tích Lam Kinh còn lưu giữ nét đẹp của không gian Việt, cây đa, giếng nước, sân đình hiếm nơi nào có được. Bên vào đoạn đường tới Nghi Môn có một giếng cổ. Tương truyền, nước giếng không bao giờ cạn và dùng để phục vụ cho mỗi khi nhà vua cùng triều thần về tế lễ ở Lam Kinh. Từ giếng cổ đi về chính giữa là tới cổng Nghi Môn, có kiến trúc truyền thống với hai cánh cửa chính được khắc họa hình rồng mây rất đẹp. Đi qua Nghi Môn, bạn sẽ bước vào sân rồng, còn có tên gọi là sân trầu. Sân trải rộng khắp bể ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà Tả Vu và Hữu Vu với tổng diện tích 3.539,2m², rộng 58,5m, dài 60,5m. Bên hữu sân rồng là cây đa thị hàng trăm năm tuổi, có kích thước trồng người ôm mới xuể, luôn xanh ngắt, vươn mình tỏa bóng mát như chứng nhân còn mãi với thời gian. Vậy cái cây đa này làm có tuổi đời bao nhiêu năm nhỉ các em nhỉ? 300 năm. À đúng rồi. Còn cây thì cũ thì đã mục đang nằm ở trong lòng cây đa rồi. Chứ năm 2007 thì có những cái cây thị đấy nằm ở trong lòng cây đa. Và cây đa này là họ gọi là cái cây đa thị đấy. Từ sân rồng lên chính điện là thềm rồng lớn có 9 bậc với 3 lối lên, có chiều rộng không bằng nhau. Hai bên lối giữa trang trí hình rồng tạc tròn, thân uốn khúc. Bước lên 9 bậc thềm rồng, bạn sẽ vào chính điện Lam Kinh, công trình có quy mô lớn nhất và kiến trúc nghệ thuật thời Lê Trung Hưng, được xem là kỳ vĩ nhất ở nước ta hiện nay. Chính điện Lam Kinh hình chữ Y, gồm 3 tòa, có tên gọi là Quang Đức, Sùng Hiếu và Diên Khánh. Chính điện và sân rồng tạo thành một không gian kiến trúc nơi diễn ra các cuộc tế lễ cho hoàng đế và các hoàng đế kế vị cùng hoàng tộc nhà Lê mỗi dịp vua và các triều thần về thăm viếng, nghỉ ngơi hay bàn việc đại sự. Phía sau chính điện là chín tòa thái miếu, là nơi thờ cúng nội tộc, ngoại tộc nhà Lê và thái tổ cao hoàng đế cùng các hoàng đế kế vị. Hiện nay mới phục dựng được 5 tòa, còn 4 tòa sẽ có kế hoạch phục dựng trong những năm tới. Đi qua khu điện miếu, bạn sẽ dạo bước, thả hồn mình trong một không gian tĩnh lặng, rợp mát cây xanh, nhiều cây được công nhận là di sản quốc gia. Đi trên những con đường lát đá sẽ dẫn bạn tới dâng hương lăng mộ Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và các khu lăng mộ của các hoàng đế Lê Thái Tông, Lê Phúc Tông, Lê Hiển Tông, Lê Túc Tông, Hoàng hậu Ngô Thị Ngọc Giao chiêm bái bảo vật quốc gia. Nếu Bắc Hồ của chúng ta đem gắn nhiều số 9 thì Đức Vua gắn rất là nhiều số 8. Như là sinh tháng 8 này, cũng mất tháng 8, lập nghiệp năm 1418, thì năm 1428 tròn 10 năm nay ngô hoàng đế, mất cúng theo dương lịch là 48 tuổi, còn âm lịch là 49 tuổi, và ở ngôi vua thì được 6 năm. Trước khi mất thì Đức Vua có căn dặn rằng, khi mà chấm mất thì hòa táng mà có đại phố thơm và đưa về quê để an táng. Còn làm dỗ vua thì làm dỗ Lê Lai trước một ngày, vì Lê Lai là người liều mình cứu Chúa, tức là cứu Lê Lợi các em ạ. Cho nên có câu là 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Rồi. Và các em này nhiều người cứ nhầm tưởng rằng Lê Lai Lê Lợi là anh em là đồng huyết thống với nhau. Nhưng thực em đây chỉ là hai người bạn, hai người đồng chí thôi. Vào năm 1419 khi quân ta bị quân Minh vây núi Chí Linh hàng 3 tháng trời,
rất là cực khổ. Có thể minh chứng qua câu là khi Linh Sơn lương cạn mấy tuần, lúc hồi huyện quân không một lữ, áo chỉ một manh đông cũng nghe hè, Lê Lai mới quyết định là mặc áo bào cải trang thành Lê Lợi, đưa ngựa và voi xông pha ra trận liều mình chết thay cho Lê Lợi. Cho nên trước khi mất thì Lê Lợi mới căn dặn với con cháu của mình rằng ta mất ngày nào thì làm dỗ cụ Lê Lai trước một ngày. Và sau này Lê Lợi mất vào 22 tháng 8, theo lời con cháu đã cúng cho Lê Lai vào 21 tháng 8. Vì vậy có câu là 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Và thân em thì đến ngày dỗ này kiểu gì vùng trời cũng mưa và ố ám, họ gọi đó chính là mưa thảm gió sầu. Vì ông trời cũng đồng lòng khóc thương cho người hùng dân tộc Lê Lai Lê Lợi, cho nên là đã rớt đến giọt lệ như vậy. Và theo được biết thì Lê Lợi mang 1/2 dòng máu dân tộc người Kinh, 1/2 dòng máu dân tộc người Mường. Vì vậy Lê Lợi chính là người Mường. Ta thấy là bố cô phong cách an táng giống của người Mường cổ, gần gũi với rừng cây hoa lá nhưng mà cũng không kém phần tôn nghiêm. Là 84 tuổi rồi. Họ gọi cái hồi này là cái hồi mộc tinh ấy. Và hồi được diễn tả là từ sau cảnh này gió chưa có cũng chưa ai được vào cả nhá. Thì chúng ta nhìn thấy tay cô rơi rất là nhẹ thôi, nhưng chúng ta hãy để ý này, bắt đầu đầu lá ấy, tất cả đầu lá từ xa đến gần, từ trên xuống dưới đấy. Còn cái điểm thứ hai đó là chúng ta có thể nắm thân hồi vào trong tay nhá, và chúng ta nhắm mắt đi. Bia Vĩnh Lăng. Phần bia do chính danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi soạn, ghi công lao sự nghiệp khang minh hào hùng, hết đỗi tự hào của anh hùng dân tộc Lê Lợi và tướng sĩ nhân dân Đại Việt trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh. Điều thú vị khi đến với di tích lịch sử Lam Kinh, ngoài việc nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, chúng tôi còn được giao lưu, học hỏi, được giải đáp tất cả những điều mà những cô cậu học trò vốn dĩ hay tò mò, muốn hiểu biết. Những câu hỏi, những cánh tay giơ lên tạo cho buổi tham quan thêm phần sôi động, hấp dẫn và lý thú. Em nào cho cô biết là chúng ta vừa đi qua một cái cầu tên gọi là gì nhỉ? À, mời em ở xa nhất nào, em gái nào. Hello cô, xa nhất rồi hả? Chúng ta vừa đi qua một cái cầu tên là cầu Bạch ạ. À, đúng rồi. Đúng rồi đấy, cảm ơn em. Một tràng vỗ tay cho bạn này các em. Vậy cầu ngày xưa làm bằng chất liệu gì các em nhỉ? Em nào cho cô biết nhỉ, một số bạn nào bạn mời em nào. Con thưa cô là lần đầu tiên là cầu được làm bằng gỗ, sau đó là trở thành gầm đá. À đúng rồi, sau đó thời gian thì hỏng hóc đấy các em, thì đã phục hồi bằng chất liệu đá như chúng ta vừa đi qua đấy. Không chỉ được tham quan, được tận mắt thấy bao công trình tuyệt tác vĩ đại của ông cha, chúng ta còn được tập làm hướng dẫn viên du lịch, được tự trải lòng mình về mảnh đất linh thiêng. Vừa rồi các bạn đã được tham quan một số các công trình trong khu di tích lịch sử Lam Kinh, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các lễ hội ở Lam Kinh. Khởi nguồn lễ hội Lam Kinh được bắt đầu từ khi vua Lê Thái Tổ băng hà và được đưa về an táng tại Lam Kinh năm 1433. Ngày nay, cứ đến 21 dỗ Lê Lai, 22 dỗ Lê Lợi tháng 8 âm lịch hàng năm, nhân dân trong vùng lại long trọng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân. Phần đại lễ của lễ hội Lam Kinh diễn ra trong không khí hào khởi với trống chiêng vang trời và rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Lê Lai cùng quân kiệu quân cờ xuất phát từ đền thờ vua Lê Thái Tổ về sân rồng tại khu di tích Lam Kinh để hành lễ theo đúng nghi thức cổ truyền. Phần hội của lễ hội Lam Kinh diễn ra với các tiết mục tái hiện lại các sự kiện lịch sử như hội thể Lông Nhai, dòng suối Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan hay vua Lê Thái Tổ đăng quang. Tiếp đến là các trò diễn, trò chơi đặc trưng của xứ Thanh Hóa như trò bình ngô, ném còn, bắn nỏ, bố phồn phông. Ngoài ra, một chuyến du lịch Lam Kinh, du khách còn có dịp thưởng thức các sản vật nổi tiếng nơi đây như hương vị cay cay, ngọt ngọt của món chè lam phủ quảng, nếm cái đen nhánh, dẻo quạnh của bánh gai tứ trụ, hay thử cơm béo ngậy, giòn thơm của cá rô đậm sét rán vàng.
Thế là giờ là quân chiêng hội lên kéo dài bao nhiêu năm nhớ chưa nhỉ? À, bây giờ 360 năm đúng không? 360 năm. Vậy thế vị vua nào là vị vua đầu tiên ở thời hậu? Qua bài sự tích Hồ Gươm ở sách Ngữ Văn lớp 6, hôm nay được cô giáo và toàn thể các bậc phụ huynh đưa đến vừa về vùng đất Thọ Xuân. Em lại được biết thêm về khu di tích lịch sử Lam Kinh, về bia Vĩnh Lăng và về vua Lê Thái Tổ. Em lại càng cảm thấy tự hào vì em là người con của vùng đất xứ Thanh, vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt. Và em thấy giới trẻ thời nay cần phải cố gắng học hành thật tốt để sau có trong tương lai có thể làm những việc tốt để giúp đỡ cho đất nước. Vâng, đến với Lam Kinh, khu điện miếu và khu lăng mộ, nơi ăn nghỉ ngàn thu của người anh hùng dân tộc. Trong tâm khảm của mỗi cô cậu học trò chúng tôi như còn thấy âm vang hào khí Lam Sơn, hào khí dân tộc. Di tích lịch sử Lam Kinh sẽ mãi mãi trường tồn, tỏa sáng trong công cuộc dựng xây và phát triển của đất nước, của mảnh đất con người xứ Thanh.